at you, and it would never be. Và bây giờ thì dù đề cũng đã tới. Cho đến giờ này chúng tôi cũng xin được trân trọng đồng nghiệp cho đón sự hiện diện của gia đình và bé trai. Và bây giờ thì xin mời đoàn đại biểu gia đình và bé trai sẽ cùng di chuyển vào bên trong sảnh tiệc chính hôm nay. Xin mời đoàn đại biểu gia đình họ bé trai. Quý vị sẽ cùng hướng ánh nhìn của mình ra phía cổng chính hội trường ngày hôm nay để chờ đón sự diện của đoàn đại biểu gia đình một trai một gái đang tiến bước vào đêm trao chiều hôm nay. Một khoảnh khắc rất là tuyệt vời, thật hạnh phúc cho quý vị tiếp đón sự diện của mình trai một cách chú đáo. Và bây giờ thì xin mời các vị đại biểu đại diện hai bên gia đình cùng di chuyển vào bên trong không gian của gia đình. Xin kính mời. Đón chào quý vị một không gian tuyệt vời của đoàn trai hoàng và đồng. Nước mắt cả hết đi lòng rối bời để anh được thấy em luôn mỉm cười và hãy luôn siết chặt tay nhé mà khó khăn cùng đương đầu một hạnh phúc giữ gìn cho nhau. Và ngay sau đây thì xin mời quý vị sẽ cùng đến với các lễ trang trọng trong ngày vui cho mẹ hôm nay. Một lần nữa thì xin được trân trọng mời tất cả quý vị có đang ở phía ngoài sảnh tiệc. Xin mời quý vị sẽ cùng di chuyển vào bên trong sảnh tiệc ngày hôm nay. Mong muốn của ban tổ chức là những ánh mắt của quý vị sẽ cùng dõi theo những hình ảnh đẹp nhất, lộng lẫy nhất trong ngày hôm nay dành cho đôi bạn trẻ Thu An và Minh Tuấn. Xin mời toàn thể quý vị. Thưa quý vị, ngày hôm nay chúng ta đang chào đón một bầu không khí thật là tuyệt vời, một đoàn tiết trời thật là đẹp, một ngày thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Tình yêu của đôi bạn trẻ Thu An và Minh Tuấn đã trải qua biết bao năm bảy tháng trời, trải qua biết bao nhiêu lần ngoại dính trăm câu, từ dõi tìm thấy ở nhau một tình yêu trên chân lý, quý nhau trên tình trường của hai bước đường công tác. Đó là hôn nhân không phải là nơi con thuyền tìm cập bến, mà hôn nhân là nơi hai người yêu nhau và sẽ cùng quyết định để sang buồm vượt sóng ra khơi. Ngày hôm nay rất là vui mừng cho gia đình họ nhà gái chúng tôi khi được chào đón sự hiện diện đông đủ của đoàn biểu gia đình họ nhà trai. Và ngay sau đây cho phép ban tổ chức cũng xin được hân hạnh trân trọng giới thiệu về phía thành phần của hai bên gia đình. Chúng tôi cũng xin được trân trọng giới thiệu về phía đoàn đại biểu gia đình họ nhà gái chúng tôi. Xin được trân trọng giới thiệu sự hiện diện của ông Nguyễn Văn Hạnh là vị trưởng đoàn đại diện gia đình họ nhà gái để chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Xin được trân trọng giới thiệu sự hiện diện của bà Hà Thị Vân là vị phó đoàn của gia đình hội đại gái chúng tôi. Xin mời quý vị cùng dành một tràng pháo tay thật lớn. Xin được hôm nay trân trọng giới thiệu sự hiện diện của ông Nguyễn Văn Phúc, bà Hà Thị Thủy là thân sinh của cô dâu Thu An. Chúng ta cùng dành một tràng pháo tay thật đồng nhiệt. Trân trọng giới thiệu có sự hiện diện đông đủ của các ông, các bà, các bác, các cô, chú, dì, cậu, bố, anh, chị em đại diện cho gia đình bên nội, bên ngoài của cô dâu Thu An cùng với sự hiện diện của tất cả quý vị đã trở về hiện diện trong ngày hôm nay. Chúng ta cùng dành một tràng pháo thật lớn dành cho sự hiện diện của gia đình họ nhà gái chúng tôi. Ông Đồng Khắc Xuân là vị trưởng đoàn đại diện gia đình họ nhà trai thì chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Xin được trân trọng giới thiệu sự hiện diện của bà Vũ Thị Xuân là vị phó đoàn của gia đình họ nhà trai. Chúng ta cùng dành một tràng pháo tay thật lớn. Hân hạnh trân trọng giới thiệu sự hiện diện của ông Đồng Đắc Lượng, bà Nguyễn Hồng Hiên là thân sinh của chú rể Minh Tuấn. Chúng ta cùng dành một tràng pháo tay lớn dành cho sự hiện diện của thân sinh của chú rể. Xin được trân trọng giới thiệu có sự hiện diện đông đủ của các ông bà, các bác, các cô, chú, dì, cậu, bố, anh, chị em đại diện cho thân tầng nội ngoại của chú rể Minh Tuấn cùng với sự hiện diện của bạn trẻ Nam Thanh Minh Tú đã cùng trở về chung cuộc ngày hôm nay. Chúng ta cùng dành một tràng pháo tay lớn dành cho gia đình họ nhà trai. Thưa quý vị, và ít phút nữa thì xin mời quý vị sẽ cùng lắng nghe những lời phát biểu về thành phần chính đầy đủ hơn nữa qua những lời phát biểu chân tình của hai vị trưởng đoàn đại diện hai bên gia đình. Và ngay sau đây thì xin mời quý vị sẽ cùng bước vào phần nghi lễ đầu tiên, đó chính là lễ ăn hỏi, còn được gọi là lễ đính hôn. Thưa quý vị, và ngay sau đây thì chúng tôi cũng xin được vui mừng khi được đồng nghiệp cho đón sự hiện diện của gia đình họ nhà trai trở về đây. Bên cạnh đó cùng với những sính lễ rất là trang trọng, rất đẹp mắt của thời đại mới. Ngày xưa thì lễ ăn hỏi gia đình họ nhà trai sẽ phải mang tới gia đình nhà gái, đó chính là bánh chưng, bánh dày, lợn gà, rượu gạo. Nhưng ngày hôm nay thì với thời đại mới rồi, gia đình nhà trai mang tới 7 sính lễ rất trang trọng, rất đẹp mắt. Đầu tiên nổi tiếng đó chính là sính lễ trầu cong, sính lễ rượu gạo, sính lễ hoa quả, sính lễ bánh su xê phu thê, sính lễ táo rất đẹp, rất lộng lẫy của thời đại mới. Và đã được dân của đại trai rất là từ léo khi đến thạnh long phụ hỏa hợp, nó thể hiện cho mối tình công xa của hai bên gia đình luôn được bền chặt và keo sơn. Và sau đây chúng tôi cũng xin được nhấn mạnh trân trọng giới thiệu sự hiện diện
của ông Đồng Phước Xuân là vị trưởng đoàn đại diện gia đình họ đẻ trai sẽ có đôi lời phát biểu. Xin được trân trọng kính mời ông. Xin phép hai họ là tôi được phát biểu trước rồi. Kính thưa bác phụ, con bà, kính thưa quan viên hai họ nhà gái, kính thưa các vị, các ông, các bà và toàn thể nhân dân trong xóm ngoài làng, xóm Kim Châu, xin kính chào các vị, tức là đại diện và các vị khách quý của gia đình Tân Phúc và bà Tử. Hôm nay chúng tôi về tại gia tư của gia đình Tân Phúc và Tử, được ông Phúc và Tử và ông Lượng bà Hiên tổ chức long trọng buổi lễ đính hôn của hai cháu, cháu Đại, cháu Tuấn và cháu An. Gia đình nhà ông Thủy, ông Phúc và Thủy sinh ra, thân sinh ra cháu An và gia đình bố mẹ của cháu Tuấn là ông Lượng và bà Hiên. Thì long trọng làm lễ gọi là lễ đính hôn cho hai cháu. Trước tiên nhé, là chúng tôi sẽ có lời đầu là xin chân thành cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu đã dành tình cảm cho anh em, dành cho gia đình và họ nhà cha chúng tôi. Là lời đầu tiên chúng tôi xin trân trọng được cảm ơn. Tiếp theo là nội dung chính, là cái nội dung chính là ngày hôm nay là ngày an hỏi của hai cháu. Thì gia đình ông bà Lượng Hiên cũng có đủ các thành phần để ly lễ, quy lễ của phong tục tập quán của người Việt Nam chúng ta sẽ đem đến đầy đủ. Và trước cái buổi lễ đó, trước cái buổi sinh dân sinh lễ, thì tôi cũng được xin phép là giới thiệu trong đoàn nhà trai gồm có tôi là tên là Xuân, là trưởng đoàn. Tiếp theo là bà cũng tên là Xuân, là phó đoàn. Tiếp theo nữa là ông Lượng bà Hiên, là bố mẹ thân sinh ra cháu Tuấn. Một người rất là mong mỏi từ trước đến giờ, bà đã lên chức bà rất là mong mỏi cho đến giờ phút lên chức cụ là bà ngoại của cháu Tuấn. Tiếp theo là có đồng chí Huy, đấy, phó trưởng cơ quan đơn vị của cháu Tuấn cũng có mặt, cũng có hiện diện và có mặt ở ngày hôm qua. Tiếp theo đó là đồng chí Hùng, là đại đội trưởng của đơn vị cháu Tuấn cũng về dự với hôm nay lễ của hai cháu chúng ta. Và tiếp theo đó là cô dì chú bác, anh chị em nội ngoại, bạn bè của bố mẹ cháu, bạn bè của cháu Tuấn cũng có hiện diện với trong đoàn để dự lễ đính hôn của hai cháu của chúng ta ngày hôm nay. Để tiếp tục cho cái nội dung chính, thì tôi cũng xin phép sơ bộ giới thiệu và có lời cảm ơn đến gia đình nhà gái, và sau đây là sẽ tiếp thu ý kiến và xin chỉ đạo của bên họ nhà gái cho chúng tôi có đôi lời được tặng và xin mời ông nhà gái. Và sau đây cũng xin được trân trọng giới thiệu sự diện của ông Nguyễn Văn Hạnh, là vị trưởng đoàn đại diện gia đình họ nhà gái, sẽ có đôi lời phát biểu đáp từ và nhận lễ. Xin được trân trọng kính mời ông. Kính thưa các cụ, các ông, các bà, kính thưa toàn thể các cô, dì, chú, bác của hai họ, thưa toàn thể hội hôn, hôm nay cũng được sự ủy quyền của ông bà Phúc Thủy cho phép tôi lời đầu tiên xin được gửi lời chào, lời chúc sức khỏe đến toàn thể các cụ, các ông, các bà cùng toàn thể hội hôn sức khỏe, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống. Sau đây tôi cũng xin được giới thiệu thành phần của đoàn nhà gái. Đoàn nhà gái hôm nay gồm có tôi là Hạnh
và là bác ruột của cháu Thu An và cũng là trưởng đoàn của đoàn nhà gái. Cạnh tôi đây là có bác Vân bên ngoại của cháu và cũng là phó đoàn. Tiếp đến là có sự hiện diện của ông bà Phúc Thủy là bố mẹ thân sinh ra cháu Thu An. Tiếp đến nữa là còn có các cô dì chú bác của cháu. Xa xa hơn một chút ở ngoài kia là còn có các anh, các chị, các em và bạn bè của cháu nữa. Hôm nay cũng là cái ngày lành tháng tốt nữa. Hai bên gia đình tổ chức cái buổi lễ đính hôn cho hai cháu. Đoàn nhà trai sang cũng có cái lễ ăn hỏi. Thì theo cái phong tục của người Việt và thực hiện cái nếp sống mới hiện nay thì mọi cái thủ tục nó cũng được gọn nhẹ, thuận lợi cho cả hai bên gia đình. Với cháu Thu An và cháu Minh Tuấn, hai cháu cũng đã trải qua trong một quá trình tìm hiểu. Trước là tình bạn, rồi đến tình yêu, sau rồi đến hôn nhân. Được tổ chức trang trọng như ngày hôm nay thì cũng được sự đồng thuận của cả hai bên gia đình chăm lo tổ chức hạnh phúc cho hai cháu. Và cũng cho phép tôi xin được thay mặt cho đoàn của nhà gái, tôi xin nhận cái phần lễ của nhà trai mang sang để đưa lên kính trình tổ tiên. Và cũng kính mời hai bà phó đoàn ta lên trao và nhận. Xin chân trọng cảm ơn. Xin được cảm ơn lời phát biểu của bác trưởng đoàn đại diện gia đình hoặc nhà gái đã có lời phát biểu và xin phép được tiếp nhận các sinh lễ của gia đình trai mang tới. Sau đây xin được trân trọng giới thiệu và kính mời bà Xuân và bà Vân đại diện hai bên gia đình lên sân khấu để trao và nhận lễ ăn hỏi. Xin mời bà. Thưa quý vị, hai bên gia đình hoặc nhà trai nhà gái đang trao cho nhau các sinh lễ của dịch trai mang tới. Và trong giờ phút trang trọng này, chú ký là những trạng có tay của quý vị là sự lựa chọn hoàn hảo nhất để chúc mừng hai bên gia đình. Chúc cho tình đông giao bởi bên gia đình luôn được bền chặt. Như ngày hôm nay thì với thời đại mới rồi, thời điểm trong năm tới, một cây trầu bên trong chứa đựng tất cả các yếu tố theo phong tục tập quán của Việt Nam của chúng ta. Và sau đây cũng xin được trân trọng mời hai bà sẽ lên sân khấu để trao và nhận cây trầu lễ dẫn cuối. Xin mời hai bác chú đứng dậy để chào đây. Tôi là bác của cháu Thu An. Thế và được sự nhất trí của Phúc Thủy. Và tôi xin phép hai họ và tôi xin nhận cây trầu và xin mở. Trong cây trầu thì có trầu phong, trầu tên Cánh Phượng, cũng là thơm và có chè. Và có ba cái lễ, đó là lễ nội, lễ ngoại và lễ tại gia. Và tôi xin phép hai họ được dâng lên thắp hương báo cáo với tổ tiên là con cháu mình từ đây đã có nơi có chốn ạ. Thưa quý vị, cây trầu lễ dân cưới của sự trai mang tới rất là đủ, có trầu cao trẻ nước và có ba lễ tiền cho lễ gia tiên, lễ nội và lễ ngoại rất là đầy đủ. Xin cảm ơn dân của nhà trai. Hôm nay nhà trai nhà gái đôi xa, hai bên kết nghĩa giao hòa trăm năm. Hôm nay nhà trai nhà gái cũng đã rất gần, hai bên kết nghĩa tình sâu đậm đà. Sau đây xin được kính mời đại diện gia đình hoặc nhà gái sẽ trích lễ để lên thắp hương chỉ báo gia tiên. Sẽ đứng ra chính sân khấu để cúi chào và ra mắt đến toàn thể các cụ, các ông, các bà. Xin được kính mời. Chào anh ạ.